Mình xin giao lưu với anh em một gốc mai cát lùng lực anh em ơi. Cái này lùng lực đúng nghĩa luôn anh em, như lực sĩ vậy. Cây hoành là 49, anh thước này. Cây hành là 49 50 anh em nha. 49 50 đó. Cao là 45. Rất là lực anh em ơi. Cây chi anh em thấy không? Cái thân vậy mà cái chi gì rất là giót. Giờ mà giót nó lực lắm anh em ha. Cây bộ đế thì mê mang. Bộ đế thì nó phun được đẩy cám anh em. Mình tính cái đẩy cám thôi. Cái đẩy cám thì tôi nhìn nó đỏ hoe hết luôn anh em. Cái này thì chắc rất là mạnh. Cái này phải nói là rất là mạnh luôn á. Đế lực anh em ha. Cùng đế lực. Co xoắn lực. Bên đây những cái đẩy nhỏ thì hầu như là đều. Ở đây có cái đẩy lớn anh em mà mình chưa soi tới anh em, cái đầu đẩy này anh em. Nè. Đó, cái đẩy nó đây nè. Cái đẩy nằm đây nè. Mà mình không có soi tới nữa. Nói chung là đế nó 1 2 nè, bên đây cái đẩy lớn là 3 nè. Còn đẩy nhỏ thì nó bao đều hết anh em. Cái đẩy nhỏ thì như bao đều hết rồi. Đẩy nhỏ thì nó nói chung nó kẹo hết rồi. Đó. Cây này anh em, nó lực mà và nó nó giót anh em, có cái chỗ này là nó bị khoảng 7 phân, nó bị lũa chỗ này 7 phân. Nước là nó không có giật là anh em biết rồi. Là nó bị tới đó thôi, nó hết rồi chứ không có xuyên tâm anh em nha. Nước còn động đây nè. Bây giờ mình về cái này chám dễ thôi anh em ơi. Chi đều anh em ha. Chi nó rất là đều rồi. Chi đều lắm. Cái này thì ok, cây này đầu tư ok anh em ơi. Bao sống anh em nha. Cái này là mình giao lưu với anh em là hoành là 49. Cái này giao lưu anh em 1800k. 1800k. Cây như lực sĩ anh em, quá lùng và già quá lực rồi. Bao sống anh em nha, bao sống cho anh em luôn nha. Mất thì hoàn tiền lại thôi, không có gì hết, cây chết hoàn tiền lại, không có sợ cái gì anh em. Cũng anh em kinh doanh đầu tư vô đây thì ok rồi. Kinh doanh mai thì đầu tư đây là ok. Cây này quá mạnh anh em ơi. Rồi mình xin kết thúc clip đây. Chân thành cảm ơn anh em. Quên mặt sau cái này những cái đoạn khứa lực lắm anh em nha. Khứa lực lắm. Đây mặt sau cây đây. Mặt sau cây anh em thấy không? Lực dữ dội anh em. Cây lực dữ lắm. Đã được chứ. Mặt đây thì nó chi đều rồi. Nói chung là ok, mặt nào cũng được. Ba đẩy lớn, đây cái đẩy lớn anh em, ba cái đẩy lớn, rồi nhẹ nhỏ để chằng chịt hết rồi, đẩy cám anh em thấy không, đẩy cám nè, với bầu đi nó lợi hại vô đó, cây nhanh nuôi nhanh mà chơi nhanh nữa, vậy có này tầm 4 tháng ghép vô, 15 ngày ghép, thì 3 tháng nữa bung tược hay có cây ngắm luôn anh em nha, quá rẻ anh em ơi, rồi mình xin kết thúc clip đây, cảm ơn anh em nha.